Em có nghĩ là do nguyên nhân gì không? Em có dùng sản phẩm gì để bôi trên mặt không? Em có dùng rất là mặt ạ, với kem trộn. Sao em biết nó là kem trộn? Nhà em thì bán thuốc, đây là có những loại kem uống thuốc như kiểu những cái như kiểu acne thì là mẹ cho uống bôi và cho uống, nhưng mà tình không ổn. Nhưng mà nhà em với lại nhà dì em thì bảo là cho đi nhiều, nhưng mà kiểu nó vẫn nhà có thuốc mà nên là vẫn cứ cho uống kháng sinh. Rồi đến lúc bây giờ không được nữa rồi thì bắt đầu chị bắt đầu bảo là cho em nó đi. Đúng rồi. Anh nghĩ rằng là không thể xử lý được của bạn ấy đâu, bởi vì của bạn là tình trạng nặng em ạ. Cái này mình phải điều trị bài bản cơ. Thứ nhất là da bạn là da dầu nhờn, thứ hai lỗ chân lông nó bị tắc, thứ ba là nó có rất là nhiều mụn ẩn, mụn viêm. Cái này đúng là em nói đúng, tức là mình điều trị anh nghĩ chắc có những đợt nó cũng đỡ hơn một chút, sau lại nặng lên. Đợt này đang đỡ nhưng mấy đợt kiểu kiểu này. Lý do là bởi vì anh thấy là trên da em có nhiều vết thâm hay sẹo với cái nhiều lứa tuổi khác nhau. Cái này mình phải điều trị bài bản và điều trị để cho nó khỏi hẳn em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này, giảm bớt lên. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho bạn. Mục tiêu của mình cố gắng sau khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng thì da nó phải đỡ được khoảng 80-90%. Bởi vì nó có dùng kem trộn, đâm ra là quá trình mà kiểu mụn nó lên xuống xuống anh nghĩ là cũng phải mất một thời gian đấy, chứ không phải là nhanh đâu. Thứ nữa là nó có thâm thì sau này có thể cân nhắc về vấn đề điều trị thâm nhé. Thì phải nói chuyện với mẹ về điều trị thâm thì nó sẽ cần phải có phương pháp điều trị và nó sẽ tốn chi phí hơn. Em hiểu không nhỉ? Đấy, nhưng mà cái đấy nó sẽ làm cho da em hết thâm. Đồng ý không? Còn hôm nay mình cứ làm cơ bản nha em nhé. Em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà đợt tháng trước thì em có lên viện da liễu tỉnh khám ấy. Nhưng mà bác sĩ cho thuốc uống với thuốc không về bôi, nhưng mà nó nặng lên. Nặng lên thế này luôn. Vâng. Nguy hiểm nhỉ. Em hiện tại bây giờ mụn trứng cá nó nhiều lắm, nó cảm thấy căm kiếp em có hết. Trước là em là bị ẩn ấy. Xong là giờ đi lên bôi thuốc thì thấy mụn luôn. Vâng. Nghĩa xước một tí là nó đang từ cái nhỏ ấy thành cái to luôn. Vâng. Wow, cái này rất là nhiều này. Cái chỗ này, vùng này nó bị nhiều. Toàn bộ của em đều là mụn ẩn và mụn viêm luôn em ạ. Vâng. Cái này mụn của em phải điều trị đúng với em nhé. Một là da của em là da dầu nhờn, lỗ chân lông bít tắc. Thế da của em rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm em ạ. Đấy, nên là cái này mình phải xử lý đúng. Điều trị phải đúng. Mục tiêu của mình cố gắng sau khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90%. Dạ. Tuy nhiên để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kẹn nặng nhé. Cái đấy có khó không? Nó ngứa. Nó ngứa nhiều lúc gãi là không biết là không sờ, nhưng mà nhiều lúc ngứa là quên mất là gãi lúc nào. Nên em phải cố gắng nhé, phải cố gắng hạn chế đấy. Thứ hai là về nhà em phải không được thức khuya. Có khó không? Cũng khó vì em đợt này cố gắng là trước 11 giờ đi ngủ rồi đấy. Thế là được, ok nhé. Yeah. Hôm nay mình sẽ làm sạch hay là xử lý cái nhân em ạ. Yeah. Nếu có thể thì em nên làm cái laser trị thâm để phục hồi da cho nó nhanh nhé. Yeah. Chứ nặng này không được, nặng quá. Mụn của em nặng nhỉ? Ủa? Trước con đi điều trị ở đâu rồi? Chưa đi điều trị đâu. Ừ, để nó nặng quá. Ok. Nay mình sẽ làm sạch xử lý mụn và anh chỉnh cho em cái đơn nhé. Vâng. Về nhà mình hạn chế cay nóng dầu mỡ thôi, và đừng có sờ tay lên mặt, đừng cạnh nặng nhé. Vâng. Rồi thì hạn chế thức khuya. Đúng không nhỉ? Vâng. Trong quá khứ em có dùng mấy cái AHA hay BHA gì không? Không ạ. Cũng không đúng không? Không nên dùng mấy sản phẩm đấy nhé, không nó hỏng hết cả cái da của em đấy. Cái này bị phải đi bị lại nhiều lần rồi nhỉ. Vâng. Không phải đợt này nó bị đâu, bởi vì siêu sẹo lắm. Sau khi nó khỏi mụn rồi thì mình sẽ xử lý cái sẹo em ạ. Vâng. Của em nó có thâm đấy, nên là nên xử lý cái thâm đi cho nó tết nó đẹp nhá. Vâng. Mụn nặng nhỉ, nặng khủng khiếp luôn đúng không? Đợt trước là em dùng cái gì mà nó lên nặng đấy? Không dùng cái gì cả, để tự dưng có bôi mấy cái kem mà hôm trước em nói với anh này đúng không? Dạ. Lên nặng khủng khiếp luôn. Ok, về nhà phải hạn chế cây nóng dầu mỡ nhá, không sờ tay lên mặt, không kẹn nặng nhá. Về em phải hạn chế thức khuya nhá, được không? Có hạn chế được thức khuya không? Phải cố gắng hạn chế thức khuya chứ không nặng này không được rồi nhá. Phải trả lại em cái da bình thường sau khoảng 1 tháng thôi nhé em nhé. Ok rồi, chả nặng thật nhé. Lên nhiều mụn, cái này dùng tetinoin nó cũng đẩy nhân mụn lên em ạ. Em có nhận nó đẩy lên không? Đẩy lên ác liệt luôn em ạ. Chứ dùng tetinoin không phải là một cái sản phẩm mà mình có thể dùng một cách tùy tiện đâu. Theo quan điểm anh Hoan thì như thế. Và cũng có rất nhiều người ta rất hay dùng tetinoin trong trường hợp mà bị mụn trứng cá nặng như thế này mà lại là dùng bôi. Nó kích ứng lắm, nhất là da những cái người mà lứa tuổi như em cũng mỏng đi. Anh lo lắng là vấn đề sau này nó bị suy giảm cái hệ thống miễn dịch da em nhé. Để bây giờ anh sẽ điều chỉnh cho em. Ồ, nhiều có được.
đợt dịch em còn đeo khẩu trang đúng không? Vâng. Bên này đây này. Mặt đều xi luôn. Cái này phải xử lý đúng em nhé. Bây giờ mình phải điều trị, mình phải làm sạch xử lý nhân mụn này. Đấy, thứ hai là anh kia đơn này cố gắng điều trị liên tục em ạ. Thì em mục tiêu cố gắng một tháng khỏi khoảng 90%. Được không? Bên nhà hạn chế cây nóng dầu mỡ. Không sợ tay lên mặt hay điện nặng nhé. Em thấy nó là sẹo. Nặng nhỉ? Vâng. Để lại nhiều sẹo với cả nhiều thâm của em ạ. Cái mụn này của em phải điều trị đúng, chứ không này mặt em nó rõ chỗ như cái tổ ong ấy. Vâng. Bây giờ nó đang lỗ tổ chứ cái tổ ong rồi em ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình phải làm gì? Một là em phải làm sạch để nó đỡ mụn ẩn em ạ. Hai là xử lý nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em mục tiêu là một tháng mụn nó khỏi được khoảng 90%. Dạ rồi. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cái nóng dầu mỡ, không sợ đánh lên mặt không nhận nặng. Dạ vâng. Cái đấy khó? Không. Ok, rồi em cố gắng nhá. Rồi em là sẹo do em bị trứng cá đúng không? Đúng rồi. Cái mụn nó lại lên. Đúng rồi. Khi nào mẹ em thế? Đúng rồi. Em sẹo trứng cá rồi. Có hẳn lên đây xem nào. Xem lên có nó. Đúng rồi, lưng có. Lưng có 2 cái, 3 cái đây. Để xem cái chỗ này cũng thế. Cái này cũng thế này. Phần lưng nào, quay lưng lên xem. Bả vai. Bả vai em kéo lên. Rồi kéo lên. Ở phía dưới cũng có này. Bả vai, ui, nhiều chứ, không phải 3 cái đâu. Nhiều lắm em ạ. Đằng sau này cũng phải còn tầm độ 5-6 cái. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. 8 cái, 9 cái, 10 cái luôn. Nhiều. Tự dùng mua trên mạng không ạ? Em đi khám mua. Khám ở bác sĩ nào? Ở đâu? Không, đây em cho xem thuốc. Rồi, xem. Đây là em bị mụn trứng cá kết hợp với cả bị thâm rất là nhiều, đúng không nhỉ? Mụn nó gây ra thâm. Em nên không nên đeo khẩu trang nữa nhé, bỏ khẩu trang đi, bởi vì em đeo vào nó dễ bị lên nhiều hơn. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý nhân bằng laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Em vẫn dùng ở nhà, em có dùng nước tẩy trang. Ừ, được thì em xem lại sản phẩm anh chị nhé. Thứ ba là em có quan tâm đến cái thâm này không? Có ạ, em chủ yếu là muốn trị thâm thôi. Thâm này thì mình phải dùng laser trị thâm. Vì mặt em không có mụn, em làm thợ may mà. Ok. Xong rồi có một lần làm cái mã hàng nhung ấy, xong rồi nó bức ấy, nó nhiều cái bụi ấy à, xong rồi nó mới bị. Được rồi, ok em. Chưa anh ạ. Nó nằm ở phần giữa ngực của bạn. Vâng. Cái này chắc là nó sẽ xuất phát từ một cái tổn thương như kiểu mụn trứng cá. Vâng. Hoặc là một vết xước, hoặc là một vết thương gì đó mà nó phát triển lên. Vâng. Mình có hay sờ với sẹo? Em có đấy. Cái sẹo này mình lại không được sờ. Cái sẹo lồi là một bệnh lý mà do cái cơ thể của mình nó có cơ địa. Vâng. Cái phát triển của hệ thống sơ bất thường. Nên là khi mà nó có bị vết thương ấy, ở một số vị trí đặc biệt thì cơ thể mình nó sẽ phát triển thành một cái sẹo lồi như thế này. Vâng. Cái này nó sẽ bị to lên khi mà mình hay sờ tay vào là một. Thứ hai là mình vận động mạnh vùng ngực, ví dụ mình tập tạ này, mình lao động liên quan đến vùng tay, vùng cánh tay, vai, ngực nhiều. Ừ. Thứ ba là mình mặc những cái đồ bó sát và hay trà sát vào đấy thì nó sẽ phát triển. Đấy. Sẹo lồi này như mấy cái phía dưới này của bạn đang xu hướng phát triển này. Một cái trên này là cái mụn cũng có thể hình thành cái sẹo lồi. Vì thế do là mình tối đa có thể không để cho bị tổn thương vùng ngực, bất cứ lý do gì. Thứ hai là cái này thì mình sẽ phải điều trị thì nó mới giảm được cái kích thước của sẹo xuống. Bây giờ là một cái sẹo rất to, ở phía dưới này nó có một tổ chức mạch máu tăng sinh rất mạnh phía dưới để nó phát triển cái sẹo này. Em mình sẽ xử lý từng cái bước một. Thứ nhất là mình phải làm cho sẹo nó phẳng đã, rồi mình sẽ xử lý mạch máu nha em nhé. Thế là bị nhưng mà không xử lý không có gì. Vâng đúng rồi. Cái này của em thì thâm quá em ạ, với cả dưới da em nó rất là nhiều mụn ẩn. Vâng. Ẩn với có cả viêm. Cái này của em là bị đi lại rồi, có lúc bị xong lại đỡ. Vâng. Xong lại bị lại đỡ. Bởi vì tại sao nói thế, vì da em nó nhiều sẹo và vết thâm các đối tượng khác nhau. Nà. Cái này thì mình phải điều trị thôi em. Với mụn trứng cá thì mục tiêu của mình là một tháng nó phải khỏi được khoảng 90%. Vâng. Cái đấy thì mình sẽ làm sạch xử lý nhân với cả anh kia cho em. Vâng. Em chỉ quan tâm đến điều trị khỏi mụn, em có quan tâm đến vấn đề thâm không? Giảm bớt thâm thì càng tốt. Thâm thì em phải sử dụng công nghệ trị thâm nó mới giảm nhanh này em ạ. Vâng. Thì nếu mà có thể cứ thử 2 cái. Dạ, trước thương mắt. Điều trị mụn trứng cá. Hiện tại lúc trước thì cháu dùng sữa rửa mặt Annette, xong rồi bây đợt vừa qua là cháu đang dùng cái serum skin 1400 của Hàn Quốc. Xong rồi là cháu nó đang ở nhà, xong nó lên Hà Nội, bắt đầu từ lên Hà Nội học được 1 năm cái là như kiểu bị thì bắt đầu là đấy là một yếu tố chị. Một chiếc cá này trên cái da của bạn là một da dần làm da dầu như hơn. Nó chân lông nuôi cái tóc và nó hình thành các mụn ẩn với cả mụn viêm. Kèm theo cả quá trình mà điều trị bằng cái sản phẩm nó không phù hợp, da nó cũng bị như này. Cái này là bạn xong là đợt vừa rồi thì lại uống cái thuốc cái gì bổ gan thì như
nó lại càng lại mọc thêm. Giải quyết được. Vâng. Cái này phải điều trị đúng chị ạ. Một là mình phải làm sạch, thứ hai là mình phải xử lý cái nhân mụn. Thứ ba là cái đơn cho bạn, mục tiêu là một tháng của bạn nó phải khỏi được khoảng 90%. Chị quan tâm đến vấn đề thâm của bạn không hay chỉ quan tâm đến vấn đề mụn? Chỉ mụn thôi, thì mụn thì cháu mình sẽ xử lý mụn nhá. Xử lý mụn nhá. Đấy, cháu đi. Cái gì không? Em nghĩ là do em đeo khẩu trang nhiều này. Cái từ đợt dịch ấy. Đợt dịch em thấy nó lên nặng hẳn đúng không? Vâng. Anh nghĩ nó cũng, em cũng suy nghĩ đúng đấy, một phần là do nó. Khẩu trang của mình bản chất thì nó cũng sạch, nhưng mà sau khi mình đeo vô miệng ấy thì nó sẽ bị hữu trùng sau khoảng vài phút em ạ. Vâng. Bởi vì mình sẽ có hơi thở, thở ra nó sẽ bị kiểu mang cái vi khuẩn từ miệng ra ấy. Chỗ này của em nhiều cái vùng này. Bây giờ mình phải điều trị thôi em nhé, không thể để thế này được, bởi vì là em để này nó thành sẹo lỗ với thâm nhiều quá. Mình phải làm sạch, xử lý nhân rồi mình xử lý thâm nhé. Cố gắng trong một tháng mới khỏi 90%. Còn đợt này là phải điều trị tích cực cho anh nhé, không được bỏ giữa chừng. Được không? Ok nhé. À, hôm nay anh nghe chị thăm cho em luôn nhé. Có chứ, anh làm luôn cho em nhé. Dây lên như này. Nó rơi ra đến cổ, nó rơi lên cả mặt này anh này. Nhìn nó này là nó không phải một trứng cá rồi. Còn chỗ nào nó không hay là chỉnh được thôi. Đây, thì cái thầu ghé này này. Thế những cái đồ bôi hiện tại đang dùng đồ bôi gì? Đưa quay lưng lên xem, kéo áo lên đây. Kéo hẳn cái áo lên. Không có. Gần một tháng nay em có dùng cái sản phẩm gì? Có, em đi gội đầu thì được cái tiệm gội đầu ấy, họ cho em một cái kem chống nắng với lại một cái sữa rửa mặt. Nhưng em lại không nhớ vì là em vứt đi rồi ấy. Với lại một cái kem đa năng ấy, tức là từ hôm em dùng là phát là em sau một tháng là nó phát tác. Anh dùng kem trộn của em nhé. Vâng. Mấy quán gội đầu cho em dùng kem trộn gì. Đấy, thế mới chết chứ. Em vừa nám rồi vừa mụn luôn. Cái mụn này thì phải điều trị ngay em ạ. Bởi vì ngay bây giờ nó thâm trước, nó cay khét cả mặt em rồi. Một là mình phải làm sạch, thứ hai là xử lý nhân. Thứ ba là anh kê đơn cho em nhé. Cố gắng một tháng đi kiểm soát đến mụn khoảng 90%. Vâng. Về nhà em phải hạn chế cái nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cái nóng. Vâng. Thì này thì kinh quá. Anh ơi, bên này hôm trước anh có làm cho em ấy, cách đây 3 tháng anh làm cho em cái u tuyến vâng, thì anh kiểm tra luôn giúp em ấy. Bên này thì hầu như nó hết rồi này. Bên này cũng gần như thế. Vài cái mụn mụn nhỏ nhỏ mới mọc. Xong thì xử lý sau em ạ. Nhá nhá. Của em nó có mụn viêm với cả mụn ẩn đấy. Cái này em phải hạn chế thức khuya thôi. Nhá. Hạn chế thức khuya thôi chứ không chán cái này thì nó thành sẹo xấu phí thôi nhá. Hạn chế thôi, hôm nay mình chắc là phải xử lý cái nhân mới cần làm sạch em ạ. Xong anh kêu cho em cái đơn nhé. Cái này cố gắng là trong vòng 1-2 tuần nó khỏi đi nhé. Ok. Đỡ rồi. Đây mình làm sạch xử lý nhân. Mấy cái chỉnh về cái nhọt ở chán ấy. Điều trị lâu lắm ấy. Tức là có từng người đúng không? Từng điều trị rồi. Mình dùng phương pháp gì? Em dùng tiêm. À, có hiệu quả không? Có hiệu quả. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái thời điểm này nó lại bị lại. Nó còn bị thêm và trước bị lại thì nó to rất nhiều. Trước nó chỉ bằng hai cái nốt dưới mới này, nó rất là bé. Rồi nó điều trị. Tại vì cái này là em nhà em có con nhỏ, nên em thường xuyên nó cọ sát vào và nó tắm cho nó cọ sát vào. Đấy, bạn nhận ra một vấn đề. Không tránh được. Cái đấy là không tránh được. Đây có này. Cái này cũng là nặn mụn từ cái sẹo này thì ở đây mình sẽ dùng đa trị liệu bạn ạ. Tức là mình sẽ kết hợp giữa tất cả công nghệ tốt nhất để mình điều trị nhé, chứ không phải là mình chỉ dùng một cái phương pháp. Và mục tiêu của mình thì cố gắng là cái sẹo này nó sẽ mờ được khoảng bằng phẳng được khoảng 80% gì đó trở lên em ạ nhé. Cái kích thước của nó thì nó không thay đổi được kích thước, nhưng mà độ bằng phẳng với cả nó kia thứ là nó phải cải thiện. Bắn pháo hoa này chị này, tức là nó có đen trắng lẫn lộn lên. Nám nó phát triển vừa thì nám này vừa thì cái này bây giờ mình phải điều trị cái mụn nó ổn đi, xong bắt đầu mình điều trị cái nám. Mà điều trị nám thì phải điều trị nó đúng, bây giờ mình điều trị tích cực lên nha, không dùng keo linh tinh được. Thế dùng như thế thì làm gì, mặt thì xấu tè ra, cái gì dùng nó nhăng. Mình điều trị kiểu như thế nha. Nó có mụn viêm nhiều lắm. Cái này phải mụn nội tiết không nhỉ? Không phải, nó chẳng có liên quan đến nội tiết cả. Nội tiết nó chỉ đóng vai trò 1/3 thôi, chứ không phải là toàn bộ đâu. Nó chủ yếu là những cái mụn mủ. Cái này là yếu tố viêm, tố vi khuẩn ở da em ấy, nó nhiều. Mình phải xử lý mụn mới cần làm sạch thôi nhá, mình điều chỉnh rồi. Cố gắng khoảng 1 tháng thì nó lại phục hồi được khoảng 90% nhá. Về nhà em phải hạn chế kem nóng dùng mỡ cho không sờ tay lên mặt nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ xử lý nhân mụn em ạ nhá. Bên này cũng có. Xử lý nhân mụn rồi nó hút tắc nghẽn. Về nhà em vẫn phải hạn chế kem nóng dầu mỡ nhá. Bây giờ còn thức khuya không? Dạ không ạ. Hạn chế thôi nhá, có đeo khẩu trang các thứ nhiều không? Có, ngày nào cũng đeo.
Thế bây giờ nếu mà không phải tiếp xúc với người khác mà ấy thì em bỏ khẩu trang đi nhé. Vâng. Vì đang viêm như thế này mà em đeo khẩu trang vào trông sẽ tệ đi đấy. Đúng nhá. Em chỉ ra đường em mới đeo thôi. À, chỉ ra đường mới đeo thôi nhé. Và lúc nào mà không ấy nữa thì bỏ đi. Vâng. Đúng không? Vâng. Ok em nhé. Anh thấy nó cũng ổn mà. Khâu xong rút. Ừ, chỉ. Đấy thì trước nó bình thường thì tự lồi, nhưng mới nó mới lồi được cả tháng nay. Cái này của em này em bị sẹo lồi, cơ địa em bị lồi, nó lại xuất hiện ở vùng này là vùng hay bị lồi lắm. Đấy, cơ địa của em như thế nên nó dẫn đến hiện tượng là chỗ sẹo là nó bị kiểu phì đại to lên ấy. Cái này càng để thì càng ngày càng to. Nhưng mà để nếu mà điều trị thì điều trị sớm hay là để nó ổn định là điều trị? Điều trị sớm, bây giờ phải điều trị luôn, ổn định. Là như thế nào là ổn định? Em thấy mạch máu tăng sinh mạnh mẽ. Đấy, tức là nó có những cái đường gân. Thì em nghĩ cái này có thể nó sẽ... To nữa. Đấy, to thêm. Phì đại to nữa. Cái này phải điều trị. Ở đây thì mình sẽ dùng gọi là một đài trị liệu để kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Mà... là trong đó công nghệ laser là chính. Thường mình điều trị cái này thì nó phải tối thiểu cũng phải một chục lần đấy. Thế cơ. Khoảng 2 tuần mình điều trị một lần. À, thế ạ. Mục tiêu của mình là nó sẽ bằng phẳng xuống được khoảng 80-90%. Và thứ hai nữa là không nhiễm, không nhiễm nữa. Tức là nó phải chuyển màu cái sẹo của em đi. Đấy. Sau khi mà nó sẹo phẳng xuống em thấy nó còn nhiều gân máu nữa cơ, bởi vì là cái mạch máu phía dưới nó nhiều lắm. Thế là cái này của em là gồm uống thuốc với laser à? Là... có rồi. Phải tiêm cái gì ở đây không? Có, phải tiêm thì mà có thuốc. Laser thì